Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của tờ bóng đá. Kính thưa quý vị, đến ngày hôm nay sau khi mà thua và thất bại trước đội tuyển U23 Việt Nam thì các cổ động viên cũng như báo chí của Thái Lan vẫn đang tiếp tục đầy nghiến ông Putin. Và tờ Xem Sport có tiết lộ một cuộc thoại chấn động của nữ tỷ phú của bà Lam San cùng với viên cảnh sát. Và đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện vô cùng thú vị. Kính thưa quý vị, vừa qua thì truyền thông của Thái Lan có đánh giá rằng là thầy trò Putin mặc dù đã chơi rất tốt ở trong hiệp đấu thứ hai, đã tạo ra những cơ hội ăn bàn, thế nhưng việc không thể tận dụng được cơ hội và cuối cùng thì họ đã phải đón nhận một thất bại vô cùng đau đớn. Những từ ngữ như là cả nước đã phải rơi lệ do voi chiến không thể hoàn thành giấc mơ vô địch bóng đá SEA Games sau trận thua 0-1 và qua đó trở thành nhà bại tướng của nhà đương kim vô địch Việt Nam. Đó là những gì mà tờ Mighty Tron của Thái Lan có đưa tin về trận chung kết vừa qua trên sân Mỹ Đình vào tối ngày 22 tháng 5. Trong khi đó thì một tờ báo khác là True ID News có cho biết rằng U23 Thái Lan đành phải ngậm ngùi giành tấm huy chương bạc vì bàn thua muộn màng được ghi bởi Nhâm Mạnh Dũng bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Đó thực sự mà là một đối thủ vô cùng đẳng cấp. Còn tờ Xem Sport thì đưa một dòng tiêu đề rằng thật là quá đau lòng, ước mơ của U23 Thái Lan đã bị dập tắt bởi Việt Nam. Cả đội nam và đội nữ Thái Lan đều thua họ tan tác và thực sự chúng ta đã trải qua một đêm kinh hoàng. Mà theo tờ True ID thì U23 Thái Lan hiện nay vẫn nhận được cái khoản tiền thưởng theo quy định từ Quỹ Phát triển Thể thao Quốc gia. 20 cầu thủ mỗi người nhận được 150.000 baht. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay thì những cổ động viên của Thái Lan không cho là như vậy. Họ cho rằng màn trình diễn vừa qua của những cầu thủ Thái Lan là quá thất vọng và không xứng đáng với số tiền thưởng mà họ nhận được. Và đặc biệt đó là ông Putin. Cổ động viên của nước này liên tiếp có những lời bình luận hướng về ông Putin và cho rằng họ đã đúng khi mà nói rằng ông Putin là không thực sự có tài năng, luôn thất bại và luôn về nhì. Và có rất nhiều người đã nhắc đến huấn luyện viên kiệt sắc và muốn ông ấy trở về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong thời gian tới. Và tờ Xem Sport có một tiết lộ rằng là bà này đã có một cuộc điện thoại với chính huấn luyện viên kiệt sắc trong một thời gian khá dài sau khi mà nhận một trận thua trước đội tuyển U23 Việt Nam với rất nhiều chia sẻ sau trận đấu đó. Và đây là một điều hoàn toàn bình thường, bởi chúng ta đều thấy rằng bà Manapang rất hay làm những công việc như thế này, gọi điện cho Kiatasak rồi gọi điện cho Lachanathip trước và sau khi những trận đấu để chia sẻ những thứ cảm xúc của bà ấy. Mà trong đó thì tờ Xem Sport có tiết lộ rằng huấn luyện viên Kiatasak đã rất cảm thông với bà nữ tỷ phú Lam San, nhưng ông cho rằng là trận thua vừa qua của đội tuyển U23 Thái Lan là hoàn toàn xứng đáng, bởi ông đã làm việc tại Việt Nam và ông biết rằng hiện nay hệ thống đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam đang cực kỳ phát triển. Và nếu bóng đá Thái Lan không có nhiều sự thay đổi thì trong tương lai sẽ rất khó để lật ngược đối thế cờ trước Việt Nam. Và có một câu chuyện rất đặc biệt, đó chính là việc bà nữ tỷ phú Lam San đã bất ngờ muốn Michael Sack sẽ trở lại để dẫn dắt Thái Lan, vì vừa qua ông Putin đã thực sự thất bại. Và có vẻ như bà này cũng đã khá bực mình khi mà ông Putin vẫn viện những lý do rằng là bên phía đội Thái Lan đã không có sự chuẩn bị tốt. Trong khi đó chính bà Lam San đã phải đứng ra làm rất nhiều việc để cho những cầu thủ có thể thi đấu. Thế nhưng Putin lại nói rằng là Thái Lan đã không có sự chuẩn bị. Vì vậy mà chuyện bà tỷ phú này có một mong muốn rằng huấn luyện viên Kiatasak về dẫn dắt Thái Lan trong thời gian tới thì cũng là điều hết sức dễ hiểu thôi. Thế nhưng để nói rằng là huấn luyện viên Kiatasak có trở về để mà dẫn dắt Thái Lan hay không thì đó là một câu chuyện khác. Bởi trước đây chúng ta cũng đều biết rằng chính huấn luyện viên Kiatasak cũng đã bị ruồng bỏ một cách rất phũ phàng sau khi mang về những thành công cho bóng đá Thái Lan. Thế nhưng sau đó thì lại thất bại ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Và khi đó thì Kiatasak đã buộc phải viết đơn xin từ chức. Và với Kiatasak thì rõ ràng ông ấy đủ thông minh để biết rằng hiện nay nên làm việc tại đâu. Bởi thực tế là hiện nay bóng đá Việt Nam chúng ta đã dần phát triển rồi, và bóng đá Thái Lan dường như là đang thực sự là có vấn đề. Và đó có thể là một cái rớp khiến cho Thái Lan còn thất bại trước Việt Nam chúng ta dài dài. Hơn nữa thì hiện nay thì làm việc với câu lạc bộ Hoàng Sa Lai thì Kiatasak cũng đã quá hạnh phúc rồi. Ở đó ông có những cầu thủ tài năng và đặc biệt là có một ông bầu Đức rất tuyệt vời và rất yêu bóng đá nữa. Vì vậy mà khi mà nhìn ra được những cái vấn đề thì có lẽ rằng Kiatasak sẽ không trở về với bóng đá Thái Lan trong thời gian tới đâu. Đây quả thực là một chuỗi ngày quá buồn của bóng đá Thái Lan. Đó là những thất bại liên tiếp trước đội tuyển bóng đá nữ, rồi vừa qua là trước đội tuyển U23 Việt Nam. Có thể rằng là họ đã chiến thắng chúng ta trong những trận chung kết của môn Futsal ở môn bóng đá 5 người. Thế nhưng như tôi đã nói thì điều quan trọng nhất, môn thể thao vua mới là mang đến những thứ cảm xúc tuyệt vời nhất. Và ngay chính cả người Thái Lan họ cũng phải ghi nhận cái điều này. Bởi thất bại trước Việt Nam ở cả hai trận đấu ở môn bóng đá 11 người, cả nam cả nữ, thì đó là điều rất khó để có thể chấp nhận.
Vì vậy mà các cổ động viên của Thái Lan rồi báo chí của Thái Lan họ cảm thấy không hài lòng và muốn ông Poking phải từ chức, và đặc biệt là muốn Hun Vicky Thaisak trở về để dẫn dắt Thái Lan trong thời gian tới. Đương nhiên đó là một điều hết sức dễ hiểu mà thôi. Và như vậy là thành tích tuyệt đối của Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á trong những thập kỷ vừa qua thì cũng đã bị phá vỡ sau một trận thua trước đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết của SEA Games. Và trận thua đội tuyển U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 31 đã đánh dấu trận chung kết thất bại đầu tiên của Thái Lan kể từ năm 1991. Thực sự đó là một quãng thời gian rất dài. Khi đó thì Thái Lan đã thua Indonesia trên chấm đá luân lưu 1m trong trận chung kết. Và trong 31 năm qua thì các đội tuyển Thái Lan đã thắng toàn bộ 11 trận chung kết khi mà họ được tham dự. Và các đội tuyển Việt Nam chúng ta thì cũng đã là bại tướng 4 lần trong cái số này vào các năm 1995, 99, 2003 và 2005. Chiến thắng 1-0 của đội tuyển U23 Việt Nam trước Thái Lan ở trận chung kết đã giúp cho đoàn quân áo đỏ đi vào lịch sử của SEA Games với thành tích giành tấm huy chương vàng mà không để lọt lưới bất cứ một bàn nào cả. Thái Lan là đội giữ kỷ lục giành huy chương vàng SEA Games mới 16 lần liên ngôi. Thế nhưng chưa bao giờ được có được một thành tích tuyệt đối như vậy trong phòng ngự như là đội tuyển U23 Việt Nam. Và ngay cả trong những kỳ SEA Games, Thái Lan thể hiện sự áp đảo tuyệt đối thì họ cũng đều phải để lọt lưới ít nhất là 2 bàn. Và nói về chiến thắng vừa qua thì tờ báo nổi tiếng tờ ESPN đã tiếp tục khẳng định rằng đoàn quân của Wolf Parser đang là nền bóng đá hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á hiện nay. Ngay ở cấp độ đội tuyển U23 thì chiến thắng lần này cũng mang quá nhiều ý nghĩa dành cho thầy trò Wolf Parser, bởi chúng ta đã vượt qua được Thái Lan, một đối thủ kỳ phùng địch thủ của chúng ta trong rất nhiều năm vừa qua. Và đây mới là chiến thắng thứ hai của đội tuyển U23 Việt Nam trong lịch sử tham dự SEA Games, đồng thời ngăn cho Thái Lan có được cơ hội tiến tới kỷ lục 17 lần lên ngôi. Và sau tất cả thì Việt Nam vẫn cho thấy được cái đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu tại châu lục và đang ngự trị trên đỉnh cao của khu vực Đông Nam Á. Sau khi gây tiếng vang tại vị trí thứ tư tại ASEAN 2018 và vô địch AFF Cup 2018 cùng năm đó thì cũng như là lọt tới trận đấu tứ kết của Asian Cup 2019 thì bóng đá Việt Nam chúng ta khi đó cũng được coi là cường quốc bóng đá và không thể tranh cãi được ở Đông Nam Á cả. Và chỉ đúng có một vết gợn duy nhất trong cái thành công của đội tuyển Việt Nam chúng ta gần đây, có lẽ rằng đó là trận thua đội tuyển U23 Thái Lan tại World Cup 20 mà thôi. Ở lượt trận thứ 3 vòng loại châu Á thuộc vòng loại World Cup 2022 thì chúng ta cũng là đại diện duy nhất có mặt trong tổng số 12 đội có mặt. Và chỉ giành được một chiến thắng trong 10 trận đấu vừa qua chắc chắn không phải là kỷ lục xấu hổ của Việt Nam, mà thậm chí đó lại là một kỷ lục tuyệt vời không chỉ là của Việt Nam mà là còn kỷ lục của bóng đá Đông Nam Á nữa. Bởi chúng ta đã có được những trận thắng đề đời và những trận đấu có thể nói rằng quá hay trước đối thủ như là Australia, Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, và đặc biệt đó là chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc. Giờ thì Việt Nam đã một lần nữa khẳng định được cái vị thế của mình. Đối đầu với Thái Lan chưa bao giờ dễ dàng cả, mà trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình thì chúng ta đã có một chiến thắng. Đây là lần đầu tiên đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta đánh bại được Thái Lan sau 5 lần hai đội gặp nhau ở trong trận chung kết của SEA Games. Và thầy trò Wolf Parser đã có một kỷ lục có lẽ rằng còn rất lâu nữa một đội bóng có thể làm được. Và như đã nói, ngay cả Thái Lan hùng mạnh nhất trong thời điểm của họ thì cũng không thể làm được điều này khi mà chúng ta không để thủng lưới bất cứ một bàn thua nào. Mà chắc chắn là hiện nay chúng ta đang có một thế hệ rất tài năng. Việt Nam chúng ta sẽ vẫn chưa thể bị xoán ngôi tại SEA Games được. Chiến thắng là thứ đặc trưng của bóng đá và đã trở thành thương hiệu của Việt Nam dưới thời của Wolf Parser. Đội bóng có sự tổ chức chặt chẽ và luôn đặt những sự hiệu quả cao nhất lên hàng đầu. Quả thực thì khi ở trên đỉnh cao đã khó rồi thì việc duy trì được sự thành công ở trên đỉnh cao đó thì còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Thế nhưng thế hệ này đã làm được trước vô vàn những áp lực, và bất chấp một đội đá có phần nhiều người nói rằng là không quá hoà mỹ, không quá nhiều bàn thắng, thì đội tuyển U23 Việt Nam vẫn cho thấy được những sự lì lợm, biết cách vượt qua những khó khăn và kết liễu đối thủ trong những thời điểm quan trọng nhất. Và một nhà vô địch thì phải biết cách tận dụng những cơ hội của mình và biết cách vượt qua những áp lực và biết cách tận dụng những cái điểm mạnh và khai thác sơ hở của đối thủ. Đó là điều mà đội tuyển U23 Việt Nam của Wolf Parser đã làm được. Hai kỳ SEA Games liên tiếp, đoàn quân của Wolf Parser đã tỏ ra quá vượt trội mà dường như chúng ta không có đối thủ khi bất bại liên tiếp. Và chắc chắn không ai có thể phủ nhận được rằng sức mạnh của đội tuyển U23 Việt Nam rất khác biệt so với các đội bóng tại Đông Nam Á trong thời điểm hiện nay, đúng không ạ? Vâng, quý vị nhận xét như thế nào về thông tin ngày hôm nay? Hãy để lại một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tổng Đá nhé. Còn tới đây thì bản tin của Tổng Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tổng Bóng Đá.